ăn như thế nào để có thể là giảm cân. Có rất là nhiều người chúng ta đang rất là khổ sở trong cái vấn đề liên quan đến giảm cân và kiểm soát cân nặng đúng không nhỉ? Mặc dù chúng ta đã áp dụng rất là nhiều những cái phương pháp, tuy nhiên thì nó không những không giảm mà nhiều người nó còn tăng cái cân nặng của chúng ta lên. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn một cái bí quyết, tức là chúng ta sẽ có một cái từ khóa và một cái mấu chốt, và khi mà chúng ta làm được điều đấy thì chắc chắn là các bạn sẽ giảm được cân và đốt được mỡ trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta biết là chúng ta muốn giảm cân thì nó liên quan đến năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra đúng không nhỉ? Và khi mà chúng ta tiêu hao cái năng lượng đầu ra nó nhiều hơn so với cái năng lượng đầu vào, đó là cái việc mà chúng ta ăn uống, thì lúc đấy chúng ta sẽ giảm được cân. Nhưng mà nó không hề đơn giản như thế. Bởi vì chúng ta sẽ đi sâu vào một chút, đó là khi mà chúng ta năng lượng đầu vào, tức là khi mà chúng ta ăn uống. Và sau khi mà chúng ta ăn xong ấy, thì cái thức ăn đấy nó sẽ chuyển thành glucose và nó sẽ đi vào trong máu của chúng ta. Và khi mà cái lượng glucose trong máu nó nhiều thì bắt đầu nó sẽ chuyển sang cái dạng dự trữ ở trong gan và ở trong cơ của chúng ta. Tức là nó nhiều ở trong máu thì nó sẽ dự trữ ở trong gan và trong cơ. Và sau đó thì khi mà trong gan và trong cơ mà nó đầy rồi thì lúc này nó sẽ tiếp tục nó sẽ dự trữ ở trong mỡ của chúng ta. Tức là lúc này thì cái glucose ở trong máu nó sẽ chuyển sang cái dạng mỡ để nó sẽ là được dự trữ ở trong mỡ. Thì đấy là cái quá trình dự trữ. Và chúng ta sẽ quay lại là cái quá trình để tiêu hao năng lượng. Thế thì khi mà chúng ta hoạt động hàng ngày, chúng ta tập thể dục, chúng ta đi lại, hay là cái việc mà năng lượng chuyển hóa trong cơ thể chúng ta, thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ quá trình nó tiêu hao năng lượng. Và đầu tiên thì nó sẽ lấy năng lượng từ trong máu có sẵn cái đã. Sau khi mà nó sẽ lấy từ cái glucose trong máu khi mà nó hết rồi thì tiếp tục nó sẽ lấy ở trong gan và trong cơ. Và chúng ta sẽ nghĩ là nó sẽ lấy hết ở trong máu, lấy trong gan, trong cơ và sau đó sẽ lấy trong mỡ đúng không nhỉ? Nhưng thực tế nó lại không phải lấy ở trong mỡ luôn. Đây chính là cái mấu chốt mà nó làm chúng ta không đốt được mỡ. Mà sau khi mà nó lấy ở trong máu của chúng ta, khi mà cái lượng glucose ở trong máu nó bị giảm xuống thì nó sẽ kích thích lên bộ não của chúng ta. Và nó làm cho chúng ta là tiết ra một cái hormone, nó là ghrelin. Và nó làm cho chúng ta tăng cái cảm giác thèm ăn. Và lúc này ấy, thì cái năng lượng thay vì nó lấy từ trong mỡ ra thì nó lại lấy từ cái việc mà chúng ta ăn để chúng ta bổ sung vào. Bởi vì lúc này khi mà chúng ta hoạt động, nó lấy năng lượng từ trong máu thì nó làm cho chúng ta cảm giác rất là đói và chúng ta rất là muốn ăn. Nên là rất là nhiều người khi mà chúng ta đi tập thể dục, chúng ta đi tập gym về đúng không nhỉ? Và chúng ta cảm giác rất là đói và chúng ta rất là muốn ăn, và chúng ta ăn nhiều hơn. Và lúc này cái năng lượng nó sẽ là đưa từ ngoài vào để giúp cho chúng ta hoạt động từ cái năng lượng mà ngoài vào, chứ không phải là từ năng lượng từ trong cái mỡ của chúng ta. Mọi người có hiểu cái đoạn này không nhỉ? Nếu như mà hiểu thì chúng ta comment hiểu nha, còn chưa hiểu thì mọi người có thể là đặt câu hỏi, xong đó thì bác sĩ Ngọc sẽ là tiếp tục chúng ta sẽ trả lời sau. Rồi, thế thì bây giờ cái mấu chốt tốt của chúng ta là gì? Đó là chúng ta sẽ phải hoạt động làm sao để mà nó phải tiêu hao được cái năng lượng từ trong mỡ luôn, thì lúc này nó mới đốt được mỡ trong cơ thể của chúng ta. Và người ta sẽ thấy là gì? Cái năng lượng trong cơ thể ấy, nó chỉ đốt ở mỡ của chúng ta khi mà cái nồng độ của cái hormone, đó là insulin, ở trong máu của chúng ta mà nó hạ thấp xuống, thì lúc này nó bắt đầu nó mới chuyển sang nó sẽ đốt mỡ. Còn nếu như mà insulin ở trong máu ấy mà nó tăng cao thì nó sẽ luôn luôn là kích thích để cho cơ thể chúng ta luôn luôn ăn nhiều hơn, chứ nó không lấy từ trong mỡ. Khi mà insulin nó được tiết ra, nồng độ insulin ở trong máu mà nó tăng thì lúc này nó sẽ không đốt mỡ mà nó sẽ lấy năng lượng từ ngoài vào thông qua cái việc mà nó tạo ra chúng ta cái cảm giác thèm ăn. Và chúng ta cần phải làm là đưa cái nồng độ insulin nó hạ thấp xuống thì lúc này nó sẽ đốt vào trong mỡ của chúng ta. Và làm sao để đưa cái insulin vào nó hạ thấp xuống? Lúc này chúng ta sẽ cần phải ăn những cái thực phẩm nào để cho cái insulin ở trong máu của chúng ta nó sẽ luôn luôn ở cái ngưỡng thấp, thì lúc đấy chúng ta sẽ là giảm cân và đốt mỡ được. Và đây chính là cái mấu chốt của chúng ta, đó là chúng ta không phải là nhịn ăn, hay là chúng ta ăn kiêng, hay là chúng ta dùng cái phương pháp nào, mà cái mấu chốt là gì? Là chọn những cái thực phẩm mà có chỉ số GI thấp thì nó sẽ đưa cái chỉ số insulin nó sẽ hạ thấp xuống. Và đấy chính là cái mấu chốt của chúng ta. Tức là chúng ta sẽ ăn những cái thực phẩm, chúng ta vẫn ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm của chúng ta, vẫn là có cái nhóm tinh bột, vẫn là có nhóm đạm và chất xơ, vẫn đầy đủ tất cả những cái đấy. Nhưng hãy chọn những cái thực phẩm nào có cái chỉ số GI thấp. Bởi vì những cái thực phẩm có chỉ số GI thấp thì nó sẽ giúp cho cái việc mà insulin nó hạ thấp xuống, và nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta đốt mỡ để tạo ra năng lượng. Và ví dụ như thế này, trong cái nhóm về tinh bột chẳng hạn, thì một số những cái thực phẩm mà có chỉ số GI cao thì chúng ta nên tránh, chẳng hạn như là cơm, mà khi mà chúng ta nấu cơm trắng ấy thì GI rất là cao, xôi này, gạo nếp này, tất cả những cái đấy chỉ số GI nó rất là cao.
Trong khi đó thì chúng ta sẽ có là gì, cũng là tinh bột nhưng khoai lang, chỉ số GI nó lại là rất là thấp. Hay là chúng ta có gạo lứt thì chỉ số GI nó cũng sẽ rất là thấp. Hay là chúng ta sẽ có một số những cái bún thì chỉ số GI nó cũng sẽ là thấp hơn. Và đấy chính là những cái thực phẩm chúng ta vẫn ăn tinh bột, nhưng hãy chọn những cái nào mà có chỉ số GI thấp chúng ta ăn vào. Một người có thể là chúng ta sẽ lên Google, chúng ta gõ là chỉ số GI của thực phẩm, thì chúng ta sẽ biết được những cái thực phẩm nào có chỉ số GI, chúng ta sẽ là chọn những thực phẩm đấy chúng ta ăn. Hay là chúng ta nói về những cái vấn đề liên quan đến hoa quả, là những cái thực phẩm mà có GI cao, như là chẳng hạn như là trong chuối GI rất là cao này, trong sầu riêng chỉ số GI cao này, trong dưa hấu chỉ số GI cao này, thì chúng ta sẽ tránh những cái quả đấy ra. Và chúng ta sẽ lựa chọn những cái quả nào có chỉ số GI thấp, chẳng hạn như là trong quả táo này, trong quả cam này, thì đấy là những cái quả mà nó có chỉ số GI thấp, và chúng ta sẽ chọn những quả đấy để mà chúng ta ăn. Còn đối với cái nhóm đạm ấy, thì gần như là cái nhóm đạm chỉ số GI cực kỳ thấp và có thể là đưa về cái mức bằng không. Nên là ở đây mọi người có thể là tăng cái lượng đạm lên trong cái bữa ăn của chúng ta, thì nó cũng sẽ là giúp cho chúng ta là hạ cái chỉ số insulin ở trong máu chúng ta thấp xuống. Trong cái nhóm đạm này mọi người có thể là chúng ta ăn các loại đậu, chúng ta sẽ ăn vào. Cái thứ hai là gì? Đó là cái nhóm về thịt, thịt và trứng. Thịt ở đây thì mình khuyên mọi người là chúng ta nên ăn cái nhóm thịt trắng, như là thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt ngỗng đấy. Thịt đỏ thì nó sẽ có nhiều cái nguy cơ khác liên quan đến cái mỡ máu nữa. Thì chúng ta có thể là chúng ta ăn thịt đỏ thì chúng ta ăn một tuần từ 1 cho đến 3 lần thôi. Còn chúng ta sẽ thay thế bằng cái việc mà chúng ta ăn thịt trắng. Và chúng ta vẫn có thể là chúng ta sẽ ăn trứng. Và nếu như mà chúng ta đưa vào trong cái quy trình để giảm cân ấy, thì mọi người có thể là chúng ta nên ăn lòng trắng trứng, bởi vì trong đấy nó sẽ chứa rất là nhiều đạm. Trong cái lòng đỏ thì nó chứa rất là nhiều năng lượng ở trong cái lòng đỏ, nên là khi mà chúng ta ăn cái lòng đỏ vào ấy, thì nó sẽ làm cái nạp calo vào nó sẽ là nhiều hơn rất là nhiều. Và đấy chính là cái mấu chốt để giúp cho chúng ta lựa chọn ăn uống như thế nào trong cái việc phải giảm cân. Mình sẽ nhắc lại cái từ khóa ở đây, đó làm sao hạ thấp cái chỉ số insulin ở trong máu của chúng ta. Và muốn hạ thấp được, hãy chọn những cái thực phẩm có chỉ số GI thấp. Đấy là cái mấu chốt trong cái việc mà giúp cho chúng ta ăn uống để giảm cân hay là điểm kiểm soát cân nặng. Hy vọng là chúng ta có thể áp dụng được cái điều này để giúp cho mình có thể là giảm cân một cách là tốt nhất. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.